Chúng tôi xin được phép lưu ý với bà con như sau: nếu như mà người dân nào chúng ta cầm trên tay cái phiếu màu trắng, cái sân khấu này đang khám bệnh ở phía sau kia, để thông báo lại với bà con nắm là những ai có phiếu màu trắng thì sẽ vào nhận quà và khám bệnh ở phía trong cái dãy nhà cao tầng phía sau. Còn những ai có phiếu màu hồng thì chúng ta sẽ ở tại cái gian hàng của siêu thị không đồng chúng ta nhận quà ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắm. Chúng tôi xin được phép lưu ý với bà con như sau: nếu như mà người dân nào chúng ta cầm trên tay cái phiếu màu trắng thì chúng ta sẽ đi thẳng vào phía sau cái sân khấu này, đang khám bệnh ở phía sau kia. Thì sẽ vào nhận quà và khám bệnh ở phía trong cái nhà ba tầng phía sau. Còn những ai có phiếu màu thì sẽ đi vào đường.